Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California tức là 8 giờ 30 giờ Houston Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ chúng ta vẫn sẽ đi vào phần tin tức trước rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết là lãnh đạo Iraq một lần nữa đã yêu cầu lực lượng Hoa Kỳ dẫn đầu các lực lượng đồng minh rời khỏi Iraq. Thủ tướng của Iraq là ông Mohammad Shia al-Sudani trong ngày thứ năm đã tái nhắc lại lời kêu gọi của ông ta là hoa kỳ cần phải rút lui ra khỏi là lực lãnh thổ của iraq và lực lượng của ông của hoa kỳ lãnh đạo cần phải rời khỏi khu vực này sau khi mà có một cái cuộc gọi là xung đột giữa hamas và do thái để chấm dứt tình trạng của lực lượng quốc tế ở tại đây là cần thiết cho vấn đề an ninh và ổn định tại iraq ông ta đã phát biểu trên đài truyền hình trong cái uh, cuộc tham dự vào trong cái um, chương trình và gọi là diễn đàn kinh tế thế giới diễn ra tại Davos ở thụy sĩ ở thụy sĩ và điều cần thiết nhất là những cái uh, hợp tác về song phương mang tính chất tích cực giữa Iraq và những quốc gia liên minh là ông Surani được xem là chính quyền này gần như là được hỗ trợ bởi những uh, cái đảng thân Iran đã tái nhắc lại trong thời gian gần đây à, ông ta nói rằng ông ta không muốn nhìn thấy lực lượng ngoại quốc trú đóng trên Iraq lời phát biểu của ông ta đưa, đưa ra giữa lúc mà Hoa Kỳ đang mở các cuộc tấn công vào những nhóm dân quân thân Iran đã tấn công vào các vị trí của Hoa Kỳ ở tại Iraq từ giữa tháng 10, à, trong đó bao gồm luôn tất cả lực lượng của Hoa Kỳ tại Syria và kể cả tại Iraq và ít nhất đã có 130 cuộc tấn công, trong đó bao gồm 53 người cuộc tấn công ở tại Iraq và 77 cuộc tấn công ở tại Syria. Theo tường trình từ ngày 17 tây tháng 10 cho tới ngày 11 tây tháng 1 vừa qua, theo báo cáo của Ngũ chất Đài, hầu hết các cái drone và các đạn rocket đều tấn công vào các lực lượng ngoại quốc trú đóng ở trên lãnh thổ Iraq trong cuộc chiến chống lại nhóm Hồi giáo Islamic, à, Tết, tức là nhóm Hồi giáo ISIS và các cuộc tấn công của nhắm vào vị trí của Hoa Kỳ đã được đưa ra bởi nhóm Hồi giáo có tên là Islamic Resident, à, tức là cái nhóm Hồi giáo được hỗ trợ bởi Iran và đang tìm cách gọi là phản đối Hoa Kỳ ủng hộ cho Do Thái trong cuộc chiến tại giải Gaza. Và trước đó, <laughs> một cái tròn của Hoa Kỳ trong đầu tháng Giêng đã sát hại được một chỉ huy quân sự và một thành viên của nhóm Hồi giáo có tên là Haraka Anujapa hay còn gọi là Hasset al Asabi. Đây được xem là một trong những cái yêu cầu mới nhất của ông Thủ tướng Iraq đối với lực lượng Hoa Kỳ và lực lượng quốc tế đang có mặt tại Iraq. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay một cái tròn của Iran đã tấn công xin lỗi của Ukraine đã tấn công vào một cái nơi xuất cảng ở trong lãnh thổ của Nga gây ra một vụ cháy lớn ở tại một công xưởng dầu một cái tron của uh, Ukraine đã tấn công vào một kho chứa dầu ở tại phía tây của nước Nga vào ngày thứ sáu dẫn ra một, dẫn tới một ngọn lửa bốc cao lên và khiến cho nơi này đã phải uh, di tản một số dân sau khi bị tấn công và cuộc tấn công này được xem là cuộc tấn công mới nhất đánh dấu hai năm qua cuộc chiến diễn ra tại Ukraine và ít nhất là có bốn cái uh, ở bồn chứa dầu với cái mức chứa là khoảng 6.000 cubic meter, tức là khoảng 1.6 triệu galon đã bị bốc cháy sau khi mà drone đã bắn trúng vào Klinsky, được xem là một thành phố có khoảng 70.000 cư dân, nằm khoảng cách khoảng 60 km từ biên giới của Ukraine, theo tường trình của giới chức địa phương và cho biết như trên. Và cuộc tấn công này là cuộc tấn công mới nhất với nỗ lực của Ukraine nhằm để mà uy hiếp ông Vladimir Putin trong lúc mà ông ta đang mở các cuộc tấn công ở phía nam của Ukraine và đặc biệt là là đã gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử năm 2024 của Nga vào tháng 3 ngày 17 tây và tổng thống của Ukraine là ông Zelensky cam kết là sẽ bắn thêm vào một số mục, mục tiêu ở trong biên biên giới của nước Nga trong năm nay lực lượng phòng công của nga cũng cho biết là họ đã ngăn chặn rất nhiều những cái cuộc tấn công bằng tròn của phía ukraine đây được xem là một trong những cái biến cố mới nhất diễn ra trong cuộc chiến giữa ukraine và của nga và giờ đây ukraine đang nỗ lực dùng tất cả những cái drone họ có được để tấn công vào lãnh thổ của nước nga và bên kia biên giới đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay nghị viện quốc hội của nga đã yêu cầu quốc hội của pháp có biết được tình trạng mà lính đánh thuê của Pháp ở tại Ukraine hay không? Đây là một trong những yêu cầu mới nhất của Moscow. Hạ viện của Nga là Hạ viện Duma đã dự tính là sẽ chính thức yêu cầu Hạ viện của Pháp là cho biết là họ có biết được lực lượng lính đánh thuê của Pháp đang có mặt tại Ukraine hay không. Đó là một trong những cái người chủ tịch của Viện Duma, tức là Hạ viện của Nga có tên là Volodin đã cho biết vào ngày thứ Sáu. Volodin vốn là đồng minh của ông Vladimir Putin đã đưa ra bản màn này sau khi mà Bộ Quốc phòng của Nga cho trong ngày thứ tư cho biết là lực lượng của họ đã sát hại ít nhất là 60 binh sĩ lính đánh thuê hầu hết là công dân pháp và sau khi mà họ tấn công vào một cái building ở tại Kharkiv và không cung cấp thêm bằng chứng cho thấy cái việc này Pháp đã bác bỏ các lời cáo buộc trên và nói rằng họ chỉ hỗ trợ cho Ukraine và lực lượng quốc phòng của họ bảo vệ chủ quyền độc lập và không có một cái lực lượng đánh thuê nào của Pháp tại Ukraine giống như lời cáo buộc của Nga trong tại Pháp thì các cái lực lượng đánh thuê này là nó không có phù hợp với luật lệ của quốc tế và trong đó chúng tôi thấy rõ lực lượng lính đánh thuê này đã có mặt ở tại Ukraine. Volodin đã viết trong một bản statement ở trên trang Telegram. Điều quan trọng nhất là cho chúng tôi biết được là các nhà lập pháp khác của Pháp có biết được điều này hay không. Và đây là hành động vi phạm luật quốc tế khi mà gửi chiến binh của họ tới đánh chiến đấu tại Ukraine. Hạ viện Duma duyệt xét việc mà họ sẽ có một cái thông báo chính thức gửi cho nghị viện của Pháp vào cuộc họp tuần tới ở trong cái hội cuộc họp vào vào ngày 23 tây tháng 3 sắp tới đây. Đây được xem là một trong những cái chính thức từ Hạ viện Duma của Nga đặt câu hỏi với Hạ viện của Pháp là họ có biết được là có lính đánh thuê của Pháp có mặt tại Ukraine hay không. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay theo bản tin của hãng thông tấn UPI cho biết thì Hoa Kỳ đã cấm vận một công ty vận chuyển của Vương quốc Ả Rập Thống nhất vì vi phạm vào lệnh cấm vận và cái giá trần áp đặt đối với dầu khí của Nga. Chính quyền của Joe Biden đã ban lệnh cấm vận với một công ty vận chuyển của Vương quốc Ả Rập Thống nhất vì vi phạm về cái giá trần áp đặt đối với Nga trong cuộc chiến tại Ukraine và đây được xem là một trong những cái lệnh cấm vận đầu tiên trong năm nay theo tường trình của bộ tài chánh đưa ra hôm nay hành động này nhắm vào bất kỳ ai vi phạm về cái giá trần áp đặt sẽ phải đối diện với hậu quả đó là lời phát biểu của thứ trưởng bộ tài chánh là wally adeyamo đã phát biểu trong một bản test mình và không có một quốc gia nào trong liên minh của chúng tôi là sẽ cam kết là hỗ trợ tiếp tục à, gọi là ngăn chặn cái việc gọi là vận chuyển cho phiếu của điện kremlin và bộ tài chánh trong ngày thứ năm ban lệnh cấm bận với công ty có trụ sở đặt tại vương quốc ả rập thống nhất có tên là Hennessy holding và trong đó ngăn chặn tất cả những tài sản và những cái uh, dưới cái tên của họ nếu có ở hoa kỳ và ban cấm tất cả những cá nhân của công ty này tới hoa kỳ và nghiêm cấm tất cả các cái uh, cá nhân của hoa kỳ được làm ăn buôn bán với công ty trên và văn phòng đặc trách về kiểm soát tài sản ngoại quốc của bộ tài chánh đồng thời đưa ra cho biết là có 18 cái công ty vận chuyển trong đó bao gồm luôn một công ty có tên gọi là XS Atlantica được xem là trước đó được xác nhận là đã dọn vận chuyển các cái dầu thô của Nga ở cái mức là trên 60 Mỹ Kim một thùng dầu thô à, tới những cái quốc gia khác đã vi phạm vào cái áp đặt giá trần của Liên Hiệp Âu Châu và của khối G7 áp đặt đối với Nga và văn phòng của Bộ Tài chính trong ngày thứ năm cho biết là việc áp đặt giá trần này khi có ảnh hưởng thì công ty Henicia đã vi phạm khi mà họ chuyển các cái dầu thô của Nga với mức giá cao hơn. Đây được xem là một trong những cái lệnh cấm vận mới nhất của Hoa Kỳ nhắm vào một công ty của Vương quốc Ả Rập thống nhất. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình huống quốc tế ngày hôm nay thì nhóm Hồi giáo Houthi đã bắn gần một cái chiếc tàu của Hoa Kỳ ở tại vùng Vịnh Aden trong lúc Hoa Kỳ vẫn mở các cuộc tấn công vào Yemen. Bản tin mới nhất cho biết thì nhóm Hồi giáo Houthi tại Yemen lên tiếng và nói rằng họ đã tấn công vào một chiếc tàu của hoa kỳ trong ngày thứ sáu sau khi mà hoa kỳ đã có những cuộc không tập mới nhất nhắm vào các vị trí của nhóm phím quân này để ngăn cản họ có những hành động được xem là gây nguy hiểm cho các tàu di chuyển trên vùng biển hồng hải và giữa lúc mà nhóm hồi giáo do iran hỗ trợ cho biết họ vẫn tiếp tục nhắm vào các tàu thương mại di chuyển ở trên vùng vịnh aden thì lực lượng quân sự hoa kỳ cho biết là nhóm này đã bắn hỏa tiễn vào một chiếc tàu của họ trong đó thì nhóm hồi giáo houthi đưa ra nói rằng họ đã bắn vào một chiếc tàu của hoa kỳ với cái tên là Jam Ranger được xem là với một số những đạn hỏa tiễn và bắn trực tiếp và bắn trúng tuy nhiên thì trung tâm chỉ huy của Hoa Kỳ đã lên tiếng và cho biết rằng có một số những chiếc ca hỏa tiễn đã đã gọi là gọi là hỏa tiễn đạn đạo chống tàu chiến và chống tàu à, bắn gần vào chiếc tàu Chem Ranger và còn cách khoảng à, vài à, gọi là vài chục da à, và nó không có gây ảnh hưởng gì và chiếc tàu này là treo cờ của Marshall do Hoa Kỳ làm chủ và do điều hành bởi một công ty của Hy Lạp. Các thủy thủ đã nhìn thấy được các cái chiếc à, hỏa tiễn rơi xuống nước gần chiếc tàu. Tuy nhiên không có báo cáo thương tích hoặc là tài gây thiệt, thiệt hại cho chiếc tàu. Trung tâm chỉ huy của Hoa Kỳ đã đưa ra trên Platform X và việc này diễn ra giữa lúc mà Hoa Kỳ đang có cuộc tấn công đợt thứ năm nhắm vào các vị trí của nhóm Houthi. Cùng một lượt thì một viên chức của Yemen lên tiếng cho rằng việc tấn công không tập của Anh và Hoa Kỳ vẫn chưa đủ, cần phải có lực lượng dưới mặt đất để ngăn chặn tất cả các cuộc tấn công của Houthi. Một trong những phó lãnh đạo của Hội đồng Tổng thống của Yemen trong ngày thứ năm nói rằng lực lượng quân sự cần phải có sự hỗ trợ của ngoại quốc trong việc mà phát động cuộc chiến dưới mặt đất và sẽ hậu thuẫn cho các cuộc không tập của hoa kỳ và anh quốc nhắm vào nhóm phiếm quân hoa ông này có tên là adarus al được xem là phó chủ tịch của cái hội đồng lãnh đạo tổng thống có căn cứ đặt tại phía nam của thành phố aden đã nói với hãng thông tấn afp là vẫn không đủ để có thể kềm chế các cuộc tấn công của nhóm hồi giáo hoa nếu không có sự hiện diện của lực lượng quân sự dưới mặt đất cộng đồng quốc tế và các liên minh ở khu vực cần phải cứu là à, và bảo đảm cái quyền tự do hàng hải trên biển quốc tế ở hồng hải. Ông Zubadi đã phát biểu trong cuộc phỏng vấn ở trong cái diễn đàn kinh tế thế giới diễn ra tại Davos ở Thụy Sĩ và ông Zubadi cho biết là lực lượng quân sự do Saudi Arabia lãnh đạo đang có những cái cuộc hỗ trợ cho chính quyền của Yemen từ năm 2015 có thể sẽ uh, liên kết và trong các cuộc không tập và điều này sẽ giúp kềm chế được cả nhóm Hồi giáo Hồ Thi. Lực lượng dưới mặt đất cần phải được hỗ trợ và chúng ta cần phải phối hợp với lực lượng trên không. Và các lực lượng này có thể đạt chiến thắng dưới mặt đất bởi vì các cái cuộc không tập mạnh mẽ có thể giúp cho họ được chiến thắng còn nếu như chỉ sử dụng các cuộc không tập mạnh mẽ ở trên không mà không có lực lượng dưới mặt đất thì sẽ trở nên vô dụng. Ông Zubadi đã viết và phản ứng sau khi có những cái đặt câu hỏi là lực lượng ngoại quốc có nên chia sẻ các tin tức tình báo và có thể giúp và huấn luyện cho các binh sĩ của lực lượng Ả Rập tại đây hay không. Điều quan trọng nhất là phải thực hiện các cái tiến trình này và phải có sự phối hợp lực lượng dưới mặt đất với lại lực lượng không quân không tập ở trên. Nếu như không thì các cuộc tấn công này sẽ sẽ không có giá trị và có thể sẽ dẫn tới một cái hậu quả khác. Ông đã cho biết như trên. Đây được xem là ý kiến của một à, viên chức của nhà nước Yemen nằm ở phía Bắc. Tuy nhiên, ông là có văn phòng ở tại bến cảng Aden, nơi được xem là đang có cái à, cuộc gọi là tấn công của các lực lượng dân quân của Houthi ở tại khu vực biển Hồng Hải. Đó là bản tin liên quan tới tình hình thời sự quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, bản tin hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong Bắc Hàn cho biết Họ đã cho thử nghiệm một cái loại gọi là ẩn thủy công nguyên tử. Tôi tạm dịch cái chữ này là ẩn thủy công bởi vì đây là cái cái hệ thống phóng vũ khí nguyên tử từ ở dưới mặt nước, do đó tôi gọi đó là ẩn thủy công. Bác hàng trong ngày thứ sáu cho biết họ đã cho thử nghiệm loại ẩn thủy công nguyên tử để đối phó với cuộc tập trận hải quân của Washington, Seoul và Tokyo. Trong đó gần như là có sự hiện diện của một hàng không mẫu hạm có khả năng nguyên tử của Hoa Kỳ. Cuộc tập trận này là có một cái tình trạng đe dọa nghiêm trọng tới an ninh của Bắc Hàn. Để đáp lại thì Bình Nhưỡng đã thực hiện một cái cuộc thử nghiệm các cái loại ấn thủy công nguyên tử có cái tên gọi là 2N523 và đã được thử nghiệm ở phía đông bờ biển của Bắc Hàn. Theo tường trình của hãng thông tấn KCNA đã đưa ra và cuộc thử nghiệm này nó không những là các cái uh, thiết bị về nguyên tử, đồng thời nó là một cái ẩn thủy công có khả năng mang theo thuốc nổ và tấn công một chiều theo tường trình của Shin Chu uh, xin Jong được xem là một chuyên gia quân sự từ phía Nam Hàn uh, đã đặt trách về cái diễn đàn uh, an ninh của Nam Hàn cho biết như trên. <laughs> và ông Shin cho biết và cuộc thử nghiệm này là cho thấy rằng là họ có khả năng tấn công bằng tròn tự sát ở dưới mặt nước và tròn tự sát này có khả năng mang theo đầu đạn nguyên tử và nó được ẩn dưới mặt nước để bắn lên từ dưới mặt nước và ông xin chỉ ra cho thấy Bắc hàng đã thử nghiệm cái loại gọi là hng loại cho này ở dưới mặt nước từ tháng 4 và ngày 4 và ngày 7 7 tây vào năm ngoái và việc bắn thử các cái loại ẩn thủy công này là một tiềm năng đe dọa tới cái mạng lưới quân sự của Hoa Kỳ và của Nam Hàn chúng tôi mạnh mẽ lên án gây gắt cái hành động này. Đó là lời phát biểu của một viên chức của Hoa Kỳ để đưa, đưa, đưa ra và Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ tiếp tục quan sát cẩn thận tất cả những biến chuyển này. Đây là cuộc thử nghiệm mới nhất chỉ một tuần lễ sau khi Bắc Hàn cho biết họ đã thử nghiệm thành công một cái loại hỏa tiễn đạn đạo xuyên quốc gia trong đó sử dụng loại nhiên liệu trắng và sử dụng cái đầu đạn gọi là hypersonic tức là đoạn siêu âm thanh theo tường trình của hãng thông tấn ap và đây được xem là một trong những cái hành động mới nhất của Bắc Hàn nhằm đối phó với cuộc tập trận của Hoa Kỳ, của Nhật Bản và của Nam Hàn ở phía nam của Nam Hàn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Nam Hàn đã lên tiếng kêu gọi cái Hội đồng Bảo an Liên Quốc vốn đang có chia rẽ là phải chấm dứt sự im lặng trong các cuộc thử nghiệm và đe dọa từ phía của Bắc Hàn. Bản tin mới nhất cho biết, thì Nam Hàn đã lên tiếng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đầy chi rẽ trong ngày thứ năm là phải chấm dứt sự im lặng trong việc mà Bắc Hàn gia tăng các cuộc thử nghiệm các cái loại vũ khí của họ, bao gồm cả hỏa tiễn đe dọa tới Nam Hàn. Đây là câu hỏi lớn. Đại sứ của Nam Hàn tại Liên Quốc là Quan Chun Quan uh, Chun đã lên tiếng với lại các thông tín viên sau khi có một phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc liên quan tới việc mà Bắc Hàn đã có một cái hỏa tiễn đạn đạo xuyên quốc gia được thử nghiệm đầu tiên của năm hai. 2024 trong ngày Chủ nhật. Và phía Nam Hàn nói rằng đây là một trong những cái khá quan trọng và Nam Hàn là một trong những quốc gia nằm trong cái Hội đồng Bảo an Liên Quốc trong cái thời nhiệm kỳ 2 năm. Tuy nhiên là thành viên không thường trực và Hội đồng thường trực đã ban lệnh cấm vận đối với Bắc Hàn trong cuộc thử nghiệm đầu tiên năm 2006 và là sau đó đã liên tục trong 10 năm qua họ đã có ít nhất là 10 cái nghị quyết tuy nhiên à, thì hầu hết đều không thành công bởi vì tình trạng gọi là à, Bắc Hàn vẫn cương quyết thử nghiệm các cái nguyên tử và các chương trình hỏa tiễn đạn đạo của họ và lần cuối cùng có cái nghị quyết cấm vận đã được chấp thuận vào của hội đồng là năm 2017 lúc đó nga và trung quốc đã phủ quyết một cái nghị quyết của hoa kỳ vào tháng 5 năm 2022 và tiếp tục ban lệnh cấm vận đối với lại cái việc thử hỏa tiễn đạn đạo xuyên quốc gia của phía Bắc Hàn. Kể từ đó thì hai quốc gia này liên tục đã bỏ phiếu phủ quyết ở trong Hội đồng Bảo an Liên quốc và Bắc Hàn đã gia tăng thử, thử nghiệm các cái loại hỏa tiễn của họ bao gồm luôn ít nhất là năm cái hỏa tiễn ICBM và trên 25 cái hỏa tiễn đạn đạo và ít nhất là có ba lần thử, bắn thử các cái vệ tinh của họ lên không gian vũ trụ trong năm 2023 được xem là một cái đe dọa mới từ nhà lãnh đạo Kim Jong Un và gia tăng sự căng thẳng ở khu vực trong những năm qua. Trong ngày thứ hai thì ông Kim tuyên bố là Bắc Hàn có thể sẽ bỏ rơi cái lời cam kết thống nhất với Nam Hàn và ra lệnh cho, cho tu chính lại bản hiến pháp của họ và loại trừ cái ý tưởng gọi là thống nhất Nam Hàn qua một bên và đây là gọi, ông ta gọi là đây là cuộc chiến giữa hai quốc gia và ông ta xem Nam Hàn là một trong những kẻ thù hàng đầu của Bắc Hàn đứng xa trước cả Hoa Kỳ và nói rằng sẵn sàng sử dụng vũ khí nguyên tử nếu như mà bị khiêu khích. Và trong phiên họp ngày thứ năm thì Phó Đại sứ Hoa Kỳ là Robert Wood đã nói với các thông tín viên là hành động gây khiêu khích của ông Kim Jong-un đã gia tăng một cách lo ngại đáng sợ. Ông kêu gọi 15 thành viên trong Hội đồng Bảo an Liên Quốc là phải nhắc lại việc mà Bắc Hàn đã vi phạm vào các lệnh cấm vận và các nghị quyết của Liên Quốc và phải có hành động trừng phạt đối với lại Bắc Hàn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Nhật Bản hy vọng là sẽ gia tăng vào một cái câu lạc bộ tinh anh trên thế giới sau khi mà họ chuẩn bị cho việc đáp xuống mặt trăng. Đây là được xem là một trong những cái tác động mới. Tokyo cho biết là Nhật Bản đang chuẩn bị có một cái cuộc đáp đầu tiên xuống mặt trăng vào sáng sớm ngày mai thứ bảy và tham gia cùng với một số quốc gia đang tìm cách chinh phục mặt trăng sau cuộc chiến tranh lạnh sau khi mà có cái cuộc chạy đua giữa Hoa Kỳ và Liên bang Xô Viết trước đây, Nhật Bản đã bắt đầu thực hiện cái tiến trình này hồi tháng 4, tuy nhiên đã thất bại và một công ty về hàng không vũ trụ của Nhật Bản đã phải sử dụng một cái phi thuyền khác sau khi mà nó đã bị vỡ trước khi mà nó được bắn lên mặt trăng. Và trong đó thì Nhật Bản đang tìm cách có được cái nguồn gọi là cung cấp cho họ về nghiên cứu không gian vũ trụ. Trong đó, cùng với lại Hoa Kỳ, Liên bang Xô Viết trước đây, Ấn Độ, Trung Quốc và điều này có thể sẽ là một chiến thắng cho phía của Nhật Bản nếu như họ bắn thành công vào ngày mai thứ bảy và việc này đã dẫn tới việc mà tham vọng của Nhật Bản là cũng chen chân để mà cạnh tranh việc chinh phục mặt trăng. NASA trước đó cho biết là họ đã dự tính sẽ gửi các phi hành đoàn phi hành gia bay tới mặt trăng vào năm tới và sẽ có mặt ở trên mặt trăng năm 2026 và trong tuần này thì một công ty của Hoa Kỳ là Astrobotic Technology cho biết là việc đáp xuống mặt trăng là một cái hành động khá quan trọng và cần phải được chuẩn bị cẩn thận. Hoa Kỳ đã bỏ rơi việc lên mặt trăng hơn 50 năm qua sau khi mà cơ quan NASA duyệt xét tất cả những cái chính sách nghiên cứu về không gian vũ trụ và giờ đây Việc chinh phục mặt trăng đã lôi kéo nhiều quốc gia tham gia vào việc này, bao gồm cả Ấn Độ, Trung Quốc, Nga, Hoa Kỳ và giờ đây có thêm Nhật Bản. Trước đó thì Pháp cho biết họ cũng đang dự tính là sẽ gửi một cái vệ tinh và gửi một cái toán phi hành đoàn của họ có thể lên được mặt trăng. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay, Philippines và Canada đã ký một thỏa thuận trong việc hợp tác quốc phòng bản tin từ manila cho biết thì philippines và canada đã ký một bản ghi nhớ để có thể hiểu biết trong cái việc hợp tác quốc phòng vào ngày thứ sáu một biến chuyển mà manila cho biết là có thể sẽ dẫn tới một cái cuộc hợp tác quân sự giữa hai quốc gia tôi rất là vui mừng khi mà lắng nghe được cái sự tham gia chặt chẽ của các phía nhằm có những cái mối quan hệ sâu đậm hơn và chặt chẽ hơn trong cái việc mà chúng tôi hợp tác về quốc phòng và trong đó sẽ gia tăng cái hòa bình ổn định ở khu vực trong cái cái hiệp ước có tên gọi là Visiting fox Agreement tức là cái hiệp ước cho đôi bên có thể viếng thăm lẫn nhau và cái lực lượng quân sự của đôi bên theo tường trình của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines là Gilberto Teodoro đã đưa ra trong một bản statement ông Teodoro đã không cho biết là họ sẽ có cái hiệp ước VFA tức là Visiting Force Agreement với Canada sẽ bắt đầu từ khi uh, như thế nào. Tuy nhiên thì đây là cái hiệp ước mà Philippines đã từng ký kết với Hoa Kỳ, trong đó là cho phép hàng ngàn binh sĩ của Hoa Kỳ cũng như là Philippines có thể đến viếng thăm và tập trận chung với nhau và có thể trú đóng một thời gian ngắn trên lãnh thổ của nhau. Bản ghi nhớ này Bộ Quốc phòng cho biết là sẽ có cái hợp tác sâu đậm về quốc phòng và thành lập cái uh, mạng lưới quân sự giữa hai quốc gia, trong đó bao gồm việc giáo dục, việc à, huấn luyện, trao đổi cũng như là chia sẻ các thông tin và cũng như là thực hiện các cái tiến trình gìn giữ hòa bình của hai bên. Và đây là một trong những cái tài sản à, mạnh mẽ mà chúng tôi có được trong việc mà chúng tôi cảm thấy tự tin với các quốc gia có trùng chung ý tưởng để có thể liên kết và bảo đảm an ninh ở khu vực, ông Teodoro đã cho biết như trên. Canada đã hỗ trợ cho Philippines khi mà đối diện với sự bức hại của Trung Quốc ở trên biển đông và hậu thuẫn cho cái phán quyết của tòa 2016, à, trong đó phán quyết là Trung Quốc không có quyền pháp lý để mà à, xác nhận biển đông là lãnh hải của họ và bản ghi nhớ này diễn ra và được, được ký kết vào tháng 10 trong cái thỏa thuận của Philippines và Canada, trong đó đã sử dụng cái hệ thống về chống lại tình trạng bất hợp pháp mà Ottawa đưa ra gọi là Dark Verso Detection và dựa trên cái đạo luật này của Ottawa để có thể giúp cho Philippines có thể hợp tác được quân sự với lại Canada. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Á Châu ngày hôm nay, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã có cuộc mà gặp mặt đối mặt lần đầu tiên tại Bắc Kinh trong việc đối thoại về quân sự một phái đoàn của về kinh tế của Trung Quốc và Hoa Kỳ đã lần đầu tiên có cuộc mặt đối mặt trong phiên họp đầu tiên tại Bắc Kinh trong hai ngày qua từ ngày thứ năm và ngày thứ sáu để thảo luận về vấn đề ổn định tài chính trên toàn cầu. Nhóm làm việc này trước đó đã gặp gỡ ở trên online theo tường trình của hãng thông tấn Reuters và tuy nhiên thì đây là lần đầu tiên mà họ đã gặp gỡ ngay trên lãnh thổ của Trung Quốc. À, phụ tá xin lỗi quý vị thứ trưởng bộ tài chính của Hoa Kỳ đặc trách về vấn đề tài chính quốc tế là Brent Neiman và thứ trưởng đặc trách về vấn đề tài chính nội địa của Trung Quốc là New Lillian và cái tổ chức gọi là chống tội ác về tài chánh của Hoa Kỳ có tên gọi là Andrea Gaki đã dẫn đầu một phái đoàn trong đó thì bao gồm luôn cả một phó thống đốc của Trung Quốc có tên gọi là Xuan Chan Chen đã dẫn đầu phía Trung Quốc để có cuộc gặp gỡ này và trong đó thì một trong những nhà nghiên cứu của viện nghiên cứu Hoa Kỳ ở tại Trung Quốc cho biết là Trung Quốc đang có một cái mục tiêu quan trọng nhất là tái tục các cuộc đối thoại với lại phía Bộ Tài chánh của Hoa Kỳ. Trong đó gần như là đã có sự căng thẳng trong 3 năm qua và nó đã bị trì trệ bởi cái cơn đại dịch. Và bà này cho biết là Bắc Kinh là vẫn lo ngại về cái session 301 luật thế đánh vào mặt hàng của Trung Quốc mà ông Trump đã áp dụng trước đây và nó chưa được chính quyền của Joe Biden tháo gỡ. Và phía Trung Quốc hy vọng rằng Bộ Tài chánh của Hoa Kỳ sẽ giúp tháo gỡ cái mức thuế đánh vào mặt hàng của Trung Quốc. Đây được xem là cuộc gặp gỡ của Quỹ ban Tài chính của đôi bên lần đầu tiên kể từ khi đại dịch bùng nổ cho tới bây giờ. Và đây là cuộc gặp mặt đối mặt lần đầu tiên diễn ra trên lãnh thổ của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Á Châu ngày hôm nay thì các cơ quan gồm có FBI, CISA tức là CISA lên tiếng cảnh báo về tiềm năng nguy hiểm của các cái tròn do phía Trung Quốc sản xuất. Bản tin mới nhất cho biết thì một số những công ty của Hoa Kỳ đang sử dụng một số những cái tròn của Trung Quốc đã sản xuất có thể gây ra tình trạng đe dọa tới an ninh quốc gia khi mà họ sử dụng tất cả những cái tròn này theo tường trình của cơ quan FBI và cơ quan đặc trách về hạ tầng cơ sở và không gian mạng của Hoa Kỳ gọi tắt là CISA tức là CISA và quốc gia chúng ta đang có những cái kỹ nghệ quan trọng về hạ tầng cơ sở bao gồm năng lượng hóa học và kể cả viễn thông nó gia tăng rất nhiều à, những cái hoạt động này và nếu như sử dụng các cái chon do phía Trung Quốc sản xuất nó sẽ đe dọa tới sự an toàn cho tất cả những nhân viên làm việc trong các hạ tầng cơ sở và kể cả gây nguy hại cho tất cả các hạ tầng cơ sở của Hoa Kỳ đó là lời phát biểu của David musicton được xem là giám đốc điều hành của cơ quan đặc trách về an toàn không gian mạng và hạ tầng cơ sở của hoa kỳ đã đưa ra trong một bản ghi nhớ và trong đó họ nói rằng cần phải có một cái chính sách đối phó với tất cả những cái uh, tròn do phía trung quốc sản xuất tuy nhiên những cái tròn do phía trung quốc sản xuất hiện nay đang bùng nổ tại hoa kỳ và có rất nhiều thách thức khi mà kỹ nghệ tư nhân đang sử dụng khá nhiều những cái tròn này và điều này có thể dẫn tới tình trạng nguy hiểm tất cả những dữ liệu hình ảnh có thể được chuyển về trung quốc và bắc kinh có thể sử dụng những hình ảnh này phân tích về các hạ tầng cơ sở một khi mà có những cuộc tấn công các cái tròn này được sản xuất bởi công ty dji Xin lỗi xin lỗi quý vị công ty DJI có trụ sở đặt tại Thẩm Quyến Quảng Châu vốn đã bị giới hạn rất nhiều từ năm 2020 và Bộ Thương mại của Hoa Kỳ đã đưa công ty DJI này DJI này vào danh sách gọi là xuất cản và trong đó họ đã vi phạm nhân quyền ở Tân Cương. Và 2 năm sau đó thì Ngũ Giác Đài đã đưa DJI vào trong danh sách là những cái công ty được xem là đã phục vụ cho nền quân sự của Trung Quốc và đang trực tiếp điều hành bởi phía của lực lượng quân sự Trung Quốc và cơ quan FBI cũng như cơ quan CISA đã không nhắc tới tên DJI là một trong những công ty mà đang cung cấp tất cả những cái tròn của họ tại Hoa Kỳ cho tất cả những hệ thống tư nhân và điều này có thể dẫn tới sự nguy hiểm cho nền an ninh của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Trung Quốc ngày hôm nay. Và các chuyên gia của Trung Quốc đã lên tiếng thúc giục Bắc Kinh là nên tái tục lại các cuộc đối thoại với Đài Loan để xóa đi những cái hành động được xem là thiếu tính toán. Bản tin mới nhất ngay từ Trung Quốc cho biết thì những nhà quan sát tại Trung Quốc đã lên tiếng thúc giục chính quyền của Tập Cận Bình là mở lại các kênh đối thoại với phía Đài Loan để tránh những tình trạng thiếu tính toán trên eo biển Đài Loan. Và trong đó, sau khi mà ông William Lai, tức là ông Lai Chiên Tê đã chiến thắng ghế tổng thống tại Đài Loan trong ngày thứ Bảy tuần trước và trong một cái cuộc hội được xem là hội thảo ở trên online tổ chức chiến lược có tên gọi là Globalist Hong Kong tức là một cái tổ chức toàn cầu hóa ở Hồng Kông với à, nhân vật à, được xem là đặt chuyên gia đặc trách về Trung Quốc của tổ chức CSIS là bà Bonnie Glaser được xem là giám đốc quản lý của cái chương trình Indo-Pacific của à, một cái à, trụ sở có trụ sở đặt tại Đức là Marshall Fund đã kêu gọi phía Bắc Kinh là phải đối thoại với phía Đài Loan. Tôi nghĩ rằng sự vắng thiếu vắng các cái đối thoại trực tiếp này sẽ dẫn tới tình trạng hiểu lầm và thiếu tính toán cho những cái hậu quả của nó. Bà đã lên tiếng cho biết như trên. Bà Bonnie Glasser trước đây lưu vốn là thành viên cao cấp của tổ chức chiến lược CSIS là một chuyên gia về Trung Quốc và giờ đây bà đang điều hành một cái tổ chức chiến lược khác mà trong đó đặt trách về vấn đề phân tích nội tình của Trung Quốc cũng như là của Hồng Kông và của Đài Loan. Và tổ chức này có tên gọi là Globalization Hong Kong. Đây được xem là một tổ chức chiến lược của Hồng Kông. Và bà lên tiếng nói rằng việc mà Bắc Kinh cắt bỏ tất cả những cái đối thoại với phía Đài Bắc chỉ dẫn tới tình trạng căng thẳng hơn trong mấy năm qua, lúc mà bà Thái Anh Văn vẫn đang là tổng thống và đang thúc đẩy một cái nghị trình độc lập với Đài Loan. Và bà nói rằng điều này sẽ dẫn tới một cái sự thiếu hiểu là thiếu tính toán và sự hiểu lầm có thể dẫn tới những cuộc xung đột trên biển eo biển Đài Loan. Và trong đó thì bà Thái Anh Văn trước đây sau khi đắc cử năm 2016 đã tuyên bố bà không chấp nhận cái bản đồng thuận năm 1992 và thúc đẩy cái sự độc lập của Đài Loan. Ông Lai Chiên Tê đồng thời cũng là người đồng đảng với bà Thái Anh Văn được mô tả là một người sẽ có những cái chính sách cứng rắn hơn trong vấn đề độc lập của Đài Loan và một kẻ được xem là phiền phức của Trung Quốc và Bắc Kinh vẫn tái nhắc lại là họ có thể sẽ sử dụng vũ lực để ngăn chặn tình trạng mà họ mô tả là muốn ly khai và gọi ông La Chiên Tê là một troublemaker. Nếu Bắc Kinh có chính sách mà không đối thoại với Đài Loan, điều này có thể dẫn tới một cái cuộc xung đột có thể diễn ra, bà Klasser đã cho biết như trên. Và đây được xem là một trong những nhận định mới nhất và kêu gọi hầu như là các chuyên gia tại Hồng Kông, tại Singapore và kể cả tại Đài Loan đã kêu gọi Bắc Kinh là phải có cuộc đối thoại với lại mở lại các kênh đối thoại với Đài Loan, bất kể tổng thống là ai để duy trì cái hiện trạng cũng như là tránh một cái cuộc cờ là xung đột thiếu tính toán từ đôi bên. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay. Liên hiệp Âu Châu tức là EU đã thông qua một nghị quyết lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có hành động bức hại tôn giáo, đặc biệt là đối với lại phong trào Pháp Luân Công và kêu gọi có lệnh cấm vận đối với Trung Quốc. Bản tin mới nhất cho biết, thì Nghị viện Âu Châu đã chấp thuận một nghị viết lên án đảng Cộng sản Trung Quốc đã có hành động bức hại tôn giáo, đặc biệt là đối với phong trào Pháp Luân Công, và đồng thời kêu gọi các nhà điều tra quốc tế là phải có hành động chống lại cái hành động bức hại này của Trung Quốc. Nghị quyết trên đã được thông qua bởi đa số ở trên sàn Nghị viện của Âu Châu vào ngày 18 tây tháng 1 vừa qua chỉ ra cho thấy đã có hàng ngàn người chết và bị bức hại dưới cái sự bức hại của Cộng sản Trung Quốc. Và trong đó, họ bị bắt giữ, bị tra tấn, bị uh, lạm dụng về tâm lý, cũng như là họ bị buộc và ép buộc là phải uh, mổ nội tạng để mà cung cấp cho hệ thống bệnh viện thay nội tạng của Trung Quốc. Và nghị quyết này đã lên tiếng, đã được lên tiếng và trong đó nhắc tới trường hợp của một nông dân có tên là Đinh Doa Đê, được xem là một uh, nông dân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bắt giữ từ cái uh, nông trại của ông ta mà không có một cái giấy truy nã nào và giam ông ta tới 8 tháng và không cho phép gia đình được thăm viếng trước khi mà kết án ông 3 năm tù từ tháng 12 năm 2023. Và trường hợp này đã là một cái trường hợp được nêu điển hình trước khi có cuộc bỏ phiếu ở tại hội đồng nghị viện của Âu Châu và trong cuộc bỏ phiếu này thì Âu Châu đã thông qua cái nghị quyết trên lên án gây gắt Cộng sản Quốc đã có những cái hành động bức hại về tôn giáo cũng như là đối với phong trào luyện tập Pháp Luân Công. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ như thường lệ thì chúng ta lại bước qua cái phần đọc comment và thảo luận. Trước khi bước qua đọc comment và thảo luận thì cho phép Phong được đưa một cái thông báo của công ty Teletron. Đó là năm hết Tết đến Teletron mở ra chương trình tống cựu nghinh tân trade in buy back mua lại đồ cũ từ 500 cho tới 1.000 Mỹ Kim để cho quý khách có thể mua sắm bàn ăn sofa da 100% made in Italy và các mặt hàng của Nhật cũng như là nệm chống đau lưng của Ý với giá sale đặc biệt và mời quý đồng hương tham dự đại nhạc hội mừng xuân giáp thìn với 80 nghệ sĩ hải ngoại và người mẫu được tổ chức hoàn toàn miễn phí tại Teletron Lý Đô Sài Gòn trên góc đường Bonsa và Magnolia trong khu linh tượng Đức Thánh Trần. <laughs> bên cạnh Phúc Lộc Thọ trong 3 ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 Tết. Có múa pha đồ múa lần, đốt pháo và lô tô miễn phí. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với công ty Teletron là 1877 892 6999, 1877 892 6999 hoặc vào trang web của công ty Teletron là teletronusa.com để biết thêm chi tiết. Và trong dịp này thì à, ngày mùng 1 Tết khoảng 1 giờ rưỡi cho từ 1 giờ rưỡi à, cho tới 2 giờ thì Phong cũng sẽ có mặt tại Teletron ở Lý Đồ Sài Gòn tức là cái nơi mà sẽ có buổi trình diễn văn nghệ tại đây để có một chút quà cho tất cả khán thính giả của TNP Channel. Hy vọng gặp gỡ tất cả những khán giả xa về Lý Đồ Sài Gòn trong dịp Tết năm nay, à, thưởng thức cái chương trình diễn hành Tết cũng như là dự cái đại nhạc hội của Teletron ở trên đại lộ Bonsa. Và Phong sẽ có mặt ở đó từ lúc 1 giờ rưỡi cho tới 2 giờ chiều. Mong là gặp gỡ tất cả khán giả ở xa cũng như những khán giả ở Lý Đô Sài Gòn à, và những vùng phụ cận của Lý Đô Sài Gòn có thể về tham dự buổi diễn hành Tết và truyền thống của người Việt chúng ta. Cũng như tham dự cái chương trình đại nhạc hội do công ty Teleton tổ chức. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta bước qua cái phần à, đọc comment của quý vị nha. Lướt qua tất cả những cái lời và chào hỏi của quý vị. Nếu Joe Biden à, bị ép thì thủ tướng Do Thái có thể ngưng chiến không chứ? Hiện tại Do Thái kiểm soát được bao nhiêu phần trăm Gaza chú? Thứ nhất là Do Thái đã kiểm soát 3 phần tư giải Gaza. Đó là câu trả lời thứ nhất. Và câu trả lời thứ hai, tôi nghĩ rằng Joe Biden sẽ làm điều này ông ta sẽ ép phía Do Thái là phải ngưng ngay cuộc chiến này sau khi kiểm soát toàn bộ giải Gaza. Tuy nhiên thì Thủ tướng Do Thái ngày hôm qua đã lên tiếng và nói rất rõ ràng, ông Benjamin Netanyahu, ông ta phản đối một cái giải pháp một nhà nước Palestine sau chiến tranh. Thì ông phản đối điều này, thì chưa biết được là Joe Biden có quyền ép nhưng Do Thái chưa chắc đã đồng ý. Thì cái vị điều này có thể xảy ra nha. Rồi tiếp tục, À, hội đồng bảo an Liên Quốc gì mà không giải quyết được Bắc hàng à, Cứ cấm vận thì làm được gì Chỉ có khiêu khích Bắc hàng Bắn hỏa tiễn hơn chứ không giải quyết được gì hết Đổi cách khác thôi Thật sự nó đã bị bế tắc rồi 30 năm Gần 30 năm cái hồ sơ Bắc Hàn Chưa bao giờ được giải quyết Thứ nhất là quý vị Cái hội đồng bảo an Liên Quốc Nó có hai quốc gia nằm ở trong đó Là Nga và Trung Quốc là hai quốc gia nằm ở cái Hội đồng thường trực năm quốc gia thì có Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc thì quý vị, hai quốc gia này là hai quốc gia thành viên thường trực. Và hai quốc gia này cộng với Hoa Kỳ lại là nằm trong cái uh, gọi là cuộc hòa đàm phán 6 bên cho hồ sơ của Bắc Hàn, trong đó có Nam Hàn, Bắc Hàn, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc. Nó bế tắc từ nhiều năm nay rồi. Nó không giải quyết được. Và cuối cùng thì tới thời của ông Trump, ông gạt ra hết. Ông nói no, bây giờ không có đối phải sáu bên nữa Chỉ có ổng với lại Kim Jong Un thôi Thì nó gần tới được Nhưng mà rồi nó bị ngưng lại Sau cái chuyến gặp gỡ sau cùng Ở tại Hà Nội Thì nó ngưng lại Tức là nhưng mà ít nhất là Bắc Hàn không thử nghiệm thêm nguyên tử nữa Và cũng không thử nghiệm hỏa tiễn nữa Tức là đôi bên tự chế Hoa Kỳ cũng không tập trận quá 500 quân Và Bắc Hàn cũng không thử nghiệm gì cả Dưới cái triều đại của ông Trump Tức là mặc dù chưa đạt được thỏa thuận nhưng cũng không có những thêm những cái hành động khiêu khích. Kể từ khi Joe Biden lên thì tình hình khác đi. Và bây giờ có thể đi tới một cái cuộc chiến, có thể thôi. Tại vì Bắc Hàn đã cho tu chính cái à, hiến pháp không có giấc mộng thống nhất Nam Hàn nữa. Nhưng xem Nam Hàn là kẻ thù số 1. Thì như vậy có nghĩa là Bắc Hàn muốn clear cái vấn đề này. Thứ nhất, thứ hai nữa có vẻ như Bắc Hàn đã bắt đầu tăng cường cái à, khả năng quân sự và chính trị của họ sau khi mà có sự hợp tác của ông Kim Jong-un và Vladimir Putin. Thì điều này có nghĩa là Bắc Hàn đã bắt đầu thúc đẩy rất nhiều những cái chính sách diều hầu cần thiết và họ tuyên bố sẵn sàng dùng vũ khí nguyên tử nếu bị khiêu khích. Thì quý vị, hiện nay thì Nam Hàn, Hoa Kỳ và Nhật Bản đang có cuộc tập trận với sự tham dự của chiếc hàng không mẫu hạm Carvington đây là chiếc hàng không hạm có khả năng về nguyên tử. Do đó thì bác hàng lại bắt đầu thử nghiệm cái gọi là ấn thủy công nguyên tử. Tức là một cái hệ thống mà điều khiển nguyên tử ở dưới mặt nước. Thì đây là cái tình hình căng thẳng. Nó có thể dẫn tới một cái cuộc xung đột ở khu vực này trong thời gian tới. Nếu như đôi bên không tự chế và vẫn tiếp tục tập trận, một bên vẫn tiếp tục thử nghiệm các vũ khí, thì trước sau gì cũng có, có cuộc đối đầu quân sự. Thì tình hình này nó cũng khá căng thẳng đó quý vị nha. Rồi tiếp tục. <laughs> Lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Ok. Gỡ mức thuế mà ông Trump đánh thuế vào Trung Quốc trước đây thì Trung Quốc sẽ được lợi và Trung Quốc sẽ hùng mạnh hơn gây ra thảm họa cho thế giới. Thật sự tôi có thể nói với quý vị là cái mức thuế này đáng lý ra là bà china Raimondo đã muốn giảm thuế, đã muốn tháo gỡ. Nhưng mà theo quy tắc thì Bộ Thương mại phải mở ra một cái public opinion để đón nhận ý kiến của công chúng. Thì các công ty có mối làm ăn với Trung Quốc á, họ muốn, họ đã viết bình luận vào. Nhưng mà những người chống Trung Quốc và những người diều hâu với Trung Quốc á, họ viết vào còn đông hơn. Tức là cái số lượng mà bên cái số lượng mà đưa ý kiến công của công chúng đó thì cái số lượng mà của cái những người mà chống lại việc mà giảm thuế cho các mặt hàng của Trung Quốc á nó đông gấp 10 lần so với những công ty thúc đẩy một số những công cụ của họ để yêu cầu giảm thuế nhập cản. Thì quý vị, do đó, Bộ Thương mại của bà Gina Raimondo không có cách nào lách được, vẫn tiếp tục áp thuế. Và bây giờ bà nói rằng là sắp sửa tới thì sẽ duyệt xét lại một lần nữa. Thì quý vị, Bắc Kinh sẽ vận động một số những công cụ của họ cộng với những công ty mà có công ty sẽ có công xưởng sản xuất của họ tại trung quốc đó, cũng đang vận động thì năm nay sẽ có lại một cái uh, cuộc gọi là public opinion nữa tức là cái lời phát biểu của công chúng thì quý vị có thể vào trang web của bộ thương mại hoa kỳ để mà đưa ý kiến của quý vị thì uh, nếu mà cái số lượng nó đông giống như năm ngoái thì chắc chắn là mức thuế này sẽ được giữ chắc chắn là mức thuế này sẽ được giữ tại vì bộ thương mại không thể uh, đi ngược lại với ý kiến công chúng mặc dù họ có quyền quyết định nhưng mà quyền quyết định đó phải dựa trên những cái căn cứ trừ phi là hai bên tương đương với nhau cái mức ý kiến đó tương đương với nhau thì có thể bộ thương mại sẽ phê vơ cho Trung Quốc nhưng mà nếu ý kiến đó mà nó gấp đôi gấp ba hoặc giống như năm ngoái là gấp 10 lần đó thì bộ thương mại không làm gì khác được hết họ phải duy trì cái mức thuế này thì vấn đề còn lại là bây giờ là ký xác lệnh mà áp thuế là quyền hành pháp của tổng thống nhưng mà nếu muốn giảm thuế thì phải do bộ thương mại trưng cầu dân ý tức là một cái hình thức trưng cầu dân ý đó các vị thì mặc dù bên hành pháp của Joe Biden và bộ thương mại có quyền ký lệnh hành pháp nhưng mà lệnh hành pháp đó phải dựa trên một cái yếu tố nào hợp lý nếu như không họ bị cáo buộc là lạm quyền Do đó, bây giờ họ đang chuẩn bị mở ra một cái cuộc à, gọi là public opinion à, hay là public comment lần thứ hai, gọi là public comment thì đúng hơn. Tức là ý kiến của công chúng. Do đó, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng để ngăn chặn tình trạng giảm thuế này nha. Rồi tiếp tục. Wow. À lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Ok. À Ok. À Ok Lên án hoài không thấy tác dụng gì Thì bỏ tay luôn Thì tôi nói quý vị Cái hội đồng bảo an Liên Quốc là một cái hội đồng bất lực Nhưng mà bây giờ Cả thế giới đều phải chờ Nếu nó approve Thì mới làm được tiếp bước kế tiếp Còn nếu nó không approve Tức là nó không có chấp thuận Thì coi như bế tắc đây tôi gọi là cái sự yếu kém và bất lực của Hội đồng Bảo an Thay vì chúng ta có thể bỏ phiếu theo việc kiểu gọi là đa số hoặc là ít nhất đa số tuyệt đối tức là 4 cho tới 5 phiếu. 4 cho 3 cho tới 4 phiếu là có thể được thông qua. Còn bây giờ quý vị, nó quy tắc là không có một phiếu trống. Phiếu trắng thì ok nhưng không có một phiếu trống thì mới được thông qua. Thì điều này có nghĩa là quý vị chỉ cần Nga với Trung Quốc chống một cái là coi như xong. Họ veto một cái là coi như không có nghị quyết nào được thông qua hết. Và đây chính là cái sự bế tắc của Hội đồng Bảo an Liên Quốc đó nha. Rồi Tiếp tục à nếu Liên Quốc không thông qua, Mỹ và Anh vẫn đánh thì có bị gì không chú? Họ đánh với tinh thần trả đũa thì chưa bị gì hết. Nhưng nếu đưa lực lượng quân sự dưới mặt đất vào trong lãnh thổ của Germany thì có vấn đề. Thì có vấn đề. Có thể sẽ bị phản ứng bởi các quốc gia khác. Nhất là những quốc gia phe cánh của Trung Quốc và của Nga sẽ lên tiếng phản đối. Và nó chưa được thông qua bởi hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc thì nó có vẻ như là nó sẽ khó lắm. Trừ khi là có ông tổng thống mạnh mẽ Chấp nhận Đó giống như ông Bush Lúc tấn công Iraq Hội đồng bảo an Liên quốc không chấp nhận Nhưng mà ông Bush vẫn tiến hành tấn công Sau khi có quốc hội chấp thuận Quốc hội Hoa Kỳ chấp thuận Là ông tấn công luôn Iraq Bất chấp cái uh, nghị quyết của Liên quốc Và cuối cùng thì quý vị Chả nước nào phản ứng cả Vấn đề là do cái cá tánh của ông tổng thống mạnh mẽ hay không Còn hội đồng bảo an Liên quốc Tôi nói quý vị, nó bế tắc rồi. Cái thời mà con tấn công uh, Saddam Hussein đó, Liên Quốc đâu có chấp thuận. Tới bây giờ, Liên Quốc vẫn coi đó là cuộc tấn công bất hợp pháp đó. Nhưng mà cuối cùng thì quý vị, Saddam Hussein sụp đổ, thì Liên Quốc lại xoay chiều, đưa lực lượng quốc tế do Hoa Kỳ lãnh đạo để bảo đảm an ninh trật tự tại Iraq kéo tới ngày hôm nay. Lúc mà Saddam Hussein đã bị lật đổ, thì họ mới bắt đầu quay ngược lại nhưng mà lúc đó họ phản đối họ vẫn xem cuộc chiến đó là bất hợp pháp mà vấn đề là Joe biden có dám can đảm và mạnh mẽ giống như Bush con hay không tôi không nghĩ như vậy nha rồi tiếp tục à do thái cương quyết mới được tự mình phải giải quyết dứt điểm mới được đó anh phong ơi ngoài làm dứt điểm ra cho nhóm hồi giáo thật sự tôi nghĩ rằng là lần này chiến lược của do thái theo quan điểm của tôi là đúng phải clean out clean out rồi sau đó là lắp đặt một cái hệ thống quản trị làm sao có một cái uh, giảm đi tình trạng đe dọa rồi bắt đầu đầu tư vào tái xây dựng uh, khu vực giải gaza tái xây dựng và các cái hệ thống học đường lại và phải uh, quan trọng nhất là cái hệ thống giáo dục không thể giáo dục theo kiểu mà đầu tư thuận nữa trong mười mấy năm qua khi mà Hamas kiểm soát giải Gaza, tất cả hệ thống giáo dục đều giảng dạy sự thù hận với người Do Thái. Và kể cả những giáo chức ở trong cái guồng uh, máy ở tại Gaza đều là thành viên của Hamas. Do đó, tôi không nghĩ là Palestine có thể lập quốc nếu như họ tiếp tục duy trì cái lòng thù hận này và xóa sổ Do Thái. Thì phía Do Thái sẽ không để cho họ lập quốc đâu. Trừ phi là có một cái giải pháp Làm cách nào quản trị cái vùng đất Palestine Và thúc đẩy cái giáo dục Và cũng như là cái uh, Xã hội của Palestine Chấm dứt sự thù hận này Còn nếu không quý vị Bài toán này chỉ có một bên triệt, triệt để một bên thôi Tức là một bên sống một bên còn Một cái là cuộc chiến sống còn đó Tức là một bên phải bị triệt tiêu Nếu như không cuộc chiến sẽ đi tới mức này Thì quý vị Bây giờ kêu gọi nhưng mà cái hệ thống giáo dục và cái hệ thống tuyên truyền vẫn tẩy não cấy vào đầu dân palestine là phải tiêu diệt do thái thì làm sao có thử sự chung sống hòa bình được nhất là những đứa trẻ mới ra đời bây giờ ở thế hệ bây giờ thì nó mới đẻ ra đi mười mấy năm sau nó lớn lên trong đầu nó chỉ biết do thái là kẻ thù và phải tiêu diệt do thái thôi thì cái cục diện này sẽ không bao giờ chấm dứt cả sẽ không bao giờ chấm dứt cả do đó cái giải pháp hay nhất, quý vị kêu gọi ngưng chiến, đồng ý. Nhưng giải pháp của ngưng chiến là cái gì? Giải pháp đó là cái gì? Muốn có một nhà mức Palestine không phải không được, nhưng mà phải chậm lại, không thể thực hiện ngay lập tức. Bởi vì thực hiện ngay lập tức thì quý vị vài năm sau lại có những cái cuộc khủng bố nữa, nhắm vào lãnh thổ do thái nữa, không tránh khỏi. Tại vì những người Palestine, cái thế hệ kế tiếp và thế hệ trẻ bây giờ gần như đã bị tẩy não. Đã bị tẩy não. Họ chỉ có một mục tiêu duy nhất là tiêu diệt cho thái thôi. Nha. Ok, à lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Ok. À giải tán hội đồng bảo an Liên Quốc thành lập hội đồng thế giới mới. Vấn đề là không giải tán được. Vấn đề là không giải tán được. Chỉ có thể thay máu thôi. Mà muốn thay máu Thì phải có sự thay đổi chính trị ở nhiều quốc gia Thì cái điều này nó còn khó hơn nữa Nhưng mà giải tán thì giải tán không được Nha yeah. Tiền đâu mà do Thái xây dựng lại nổi Phong? nó phải no. Đâu phải tiền của Do Thái Tiền đó là khối Ả Rập Nếu họ muốn có một quốc gia Palestine Họ phải bỏ tiền xây dựng lại Cái khu vực giải Gaza Chứ không phải là Do Thái okay. Do Thái tự vệ Do Thái tự vệ Do đó việc tái xây dựng lại Palestine Là được sự ủng hộ của các quốc gia Ả Rập Thì các quốc gia Ả Rập phải ra tiền Họ là những quốc gia ủng hộ mà Thì việc tái xây dựng lại là do họ Nhưng quản trị Palestine như thế nào Thì họ lại không dám làm Do Thái muốn Saudi Arabia, Ai Cập, Jordan Là những quốc gia quản trị giải Gaza Nhưng mà mấy quốc gia này né hết No Họ muốn người Palestine tự quản trị người Palestine không thể tự quản trị được. Chính quyền của Ma Mahmoud Abbas ở tại vài vùng Tây Ngạn thì quá tham nhũng đi. Chính vì vậy dân ở giải Gaza mới đi theo Hamas là bởi vì cái chính quyền của Mahmoud Abbas ở tại Tây Ngạn quá tham nhũng. Và thứ hai, dân đi theo Hamas thì trong đầu của họ lúc nào cũng là phải tiêu diệt cho Thái. Thì quý vị, coi như người Palestine không thể tự quản trị được trong cái giai đoạn đầu. Cái mà do Thái đưa ý kiến tốt và tôi nghĩ rằng là thích hợp là do Thái sẽ rút quân ra khỏi giải Gaza, trả lại cái vùng đất đó nhưng với yêu cầu là trong vòng 10 năm trong vòng ít nhất 10 năm là giải Gaza được điều hành bởi các quốc gia Ả Rập chứ không phải người Palestine. Thì điều này có thể là một cái giải pháp tốt hơn. Nhưng bây giờ Jordan Saudi Arabia, Vương quốc Ả Rập Tổng nhất, Ai Cập Không nước nào chịu đứng ra hết Không đứa nước nào chịu đứng ra quản trị người Palestine hết. Do đó nó bế tắc Do đó nó bế tắc là như vậy nha yeah. <laughs> Lý do gì Palestine và các quốc gia Ả Rập Thù hận Do Thái không dứt về chú chắc cũng cả ngàn năm rồi Thứ nhất là hiện nay giới Ả Rập cũng không có thù hận Do Thái không có tù hận do thái nhiều. Tuy nhiên, thì họ vẫn còn thành kiến với Do Thái thôi. Còn riêng người Palestine là bị cái nhóm Hamas, cái nhóm cực đoan của người Palestine nó đầu độc bằng giáo dục. Tức là quý vị thấy các cái học đường cái giải 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 Gaza đó từ năm 2017 là chính thức Hamas quản trị. 2007 chứ. Thì tới bây giờ là mấy bao nhiêu 16 năm, 17 năm. Thì 17 năm đó một đứa trẻ sinh ra năm 2007. Thì bây giờ là 17 tuổi trong đầu của nó do thái là kẻ thù phải tiêu diệt do thái tại vì nó được giảng dạy trong cái học đường đó từ bé tới lớn thì làm sao có được hòa bình đây trừ phi là tôi nói là đi theo cái đề nghị của do thái là phải giao cho khối ả rập quản trị ít nhất 10 năm để xóa sạch tất cả những cái tư tưởng hận thù nhưng mà mấy quốc gia khác một mặt họ không có muốn do Thái à, bị triệt tiêu nhưng một mặt họ lại muốn à, ủng hộ cho Palestine mà họ chi tiền nhưng mà họ không làm gì hết thì cái này quý vị có khác nào bơm tiền cho Hamas tại tiền vô tay người Palestine nó chạy vào túi Hamas hết. do đó tôi nói với quý vị là cái bài toán ở Trung Đông rất khó giải quyết rất khó giải quyết thì bây giờ do Thái nói rằng đầu tiên hết một trong những vấn đề then chốt là sự ban giao với Saudi Arabia. Saudi Arabia là quốc gia được xem là bán lãnh đạo của khối Ả Rập. Nếu họ ban giao với, với Do Thái, tức là họ đã thừa nhận một quốc gia Do Thái. Và khi thừa nhận một quốc gia Do Thái, thì họ phải tôn trọng cái chủ quyền quốc gia của Do Thái. Và tất cả những hành động nào tấn công vào Do Thái đều bị lên án. Còn bây giờ họ chưa ban giao. Có nghĩa là họ vẫn không thừa nhận một đất nước Do Thái. Trong khi đó họ lại muốn thành lập một quốc gia Palestine Mà họ lại không muốn quản trị Thì quý vị Đây là một trong những cái bế tắc của khối Ả Rập Họ cần phải giải quyết phần của họ Nếu như không quý vị Tôi nói cái, cái lò lửa Trung Đông Nó sẽ không bao giờ dừng lại hết Bây giờ có ép nhau để mà ngưng chiến Tạm thời giải quyết hòa bình Nó lại bùng nổ một vài năm nữa Nó lại bùng nổ một vài năm nữa Do đó lần này Do Thái đi một cái thái độ cư quyết luôn là thứ nhất là clean up đám Hamas, clean up hoàn toàn và thứ hai là phải có một cái hệ thống giáo dục khác, giảng dạy sự nhân bản hơn chứ không thể giảng dạy sự thù hận, nha. Yeah. Mỹ Anh không kích trên không còn liên đoàn Ả Rập lo dưới mặt đất đối mặt với người Yemen cũng là là Ả Rập họ gì họ dễ chịu với nhau đỡ hơn là người phương Tây. Trên quy tắc là như vậy nhưng mà liệu Ả Rập có đồng ý hay không? Bài phân tích của tôi ngày hôm nay tôi nói rõ đó. Muốn Ả Rập phối hợp với anh và Hoa Kỳ ở trên không, thì cái điều kiện là cái gì? Khối Ả Rập đòi hỏi là phải chấm dứt cuộc chiến tại giải Gaza ngay lập tức. Đây là điều kiện của họ. Do Thái không chịu, thì tình hình này vẫn bế tắc. Mà bây giờ tôi nói trong bài phân tích ngày hôm nay tôi nói đó, là cái đám Horty này nó sẽ chơi cái chiêu bài y chang như Hamas. Nó đem tất cả những cái bệ phóng hỏa tiễn, những cái hệ thống tròn, nó đặt vào khu dân cư. Rồi bây giờ Hoa Kỳ không tập ở trên, bắn xuống là bắn vô dân. Lúc đó Hoa Kỳ và anh sẽ làm như thế nào? Nếu không có lực lượng dưới mặt đất. Nếu không có lực lượng dưới mặt đất. Thì đám Horty sẽ đem dân thường ra làm lá trắng sống chắc chắn luôn một là họ đem dân tới bệ phóng còn hai là đem bệ phóng tới dân lúc đó sẽ bị lên án là tấn công thường dân do đó cái ý kiến của cái ông mà phó chủ tịch của hội đồng tổng thống lãnh đạo của Yemen đó ông là người của chính phủ Yemen đó ông nói đúng cần có lực lượng dưới mặt đất nhưng bây giờ lực lượng dưới mặt đất mà không có sự thông qua của Hội đồng Bảo an Liên Quốc thì chưa chắc binh sĩ Hoa Kỳ và Anh Quốc bước vào được. Trừ phi là có cái cá tánh mạnh mẽ như ông Bush con hồi xưa. Nhưng mà tôi không tin đó là cái thái độ của Joe Biden. Joe Biden sẽ không làm. Nếu không có sự bật đèn xanh của Hội đồng Bảo an Liên Quốc. Vậy thì cái lực lượng đang có mới dưới mặt đất bây giờ là lực lượng Ả Rập. Đang có mặt dưới mặt đất và đang có cái cuộc giao tranh với lại nhóm Hoa thì bây giờ chỉ duy nhất là hợp tác với lực lượng Ả Rập thôi Nhưng mà hợp tác thì Ả Rập lại đòi hỏi điều kiện của họ Thì quý vị câu chuyện vẫn bế tắc Câu chuyện vẫn bế tắc và nếu tiếp tục không tập kiểu này Thì đương nhiên là sẽ gây khó khăn cho cho, cho nhóm hot thi Nhưng mà lúc đó nhóm hot thi lại tri hô là Ô oh, Hoa Kỳ và anh sát hại thường dân thì quý vị, chúng ta còn phải đối diện với một cái bài toán phức tạp khác nữa y chang như giải Gaza. Ok. Rồi à, nếu ông 45 trở lại liệu ông giải quyết được vấn đề trung Đông hôm nay không anh? Yes. Ông đã thành công và ông đã chứng minh được. Ít nhất trong 4 năm ông cầm quyền. Nhóm Hamas và Hezbollah không dám quậy quọ. Thứ hai, bốn quốc gia Ả Rập đã kết nối bàn giao với lại à, phía của Do Thái trong cái hiệp ước gọi là Abraham. Nó gọi là Abraham Breakout thì trong đó có Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, rồi Sudan, Morocco, rồi Bahrain là bốn quốc gia. Thì nếu như mà ông Trump trở lại, ông sẽ ép các quốc gia đó. Các anh muốn mua vũ khí, tôi bán. Nhưng mà các anh phải ban giao với châu Thái. Ông sẵn sàng ký kết với lại từng quốc gia một. Ông sẵn sàng ký kết với từng quốc gia một và ông sẽ ép các quốc gia Ả Rập ban giao với Do Thái khẳng định cái tư thế độc lập rõ ràng của Do Thái và thừa nhận chủ quyền của Do Thái rồi sau đó ông sẽ ép cái đám à, à, gọi là Hamas cho tới Ngọc Thảo luôn ông Trump giải quyết được ông Trump giải quyết được và bà đã có bằng chứng trong 4 năm ẩm cầm quyền không hề có xung đột và ngược lại có thêm bốn quốc gia Ả Rập ban giao chính thức với Do Thái nữa. Nhưng mà dưới thời Joe Biden thì Bahrain cắt bỏ, ngưng lại các cái uh, cái ban giao với Do Thái vì cuộc chiến của Hamas. Rồi quý vị, phía Joe Biden ngưng lại hợp đồng cung cấp nguồn nước cho phía của Do Thái. Ngưng lại hợp đồng luôn. Dưới thời của Joe Biden, rồi Hamas lại quậy ở khu vực này. Thì quý vị thấy rõ ràng ông Trump giải quyết được hay không? Ông cứng đắng đó ổng cứng rắn đó Và cuối cùng là quý vị Biden yếu, không làm được gì hết Và còn đi thỏa hiệp Với lại uh, Iran Muốn thỏa hiệp với Iran và Houthi nữa Ngay cả bây giờ nó tấn công Cả chục lần rồi Mà đưa nó vào danh sách khủng bố thì không đưa Nó gọi là gì biết không Global uh, Terrorist Special Là tổ chức khủng bố Đặc biệt thôi Và thời hạn chỉ có 30 ngày Sau 30 ngày là hết nếu họ thi không dừng lại các cuộc tấn công, quý vị, tôi chưa bao giờ thấy một, một, một cái nửa vời như vậy, một là đưa vào danh sách công bố, hai là lấy ra, bây giờ chơi cái nửa vời kiểu này, thì quý vị rõ ràng là gì, chính quyền của Joe Biden có vẻ như là đang muốn không muốn xung đột với Iran là chính, do đó họ chăm trước cho nhóm hội giáo Hồi thì, mà tôi cũng không biết rằng nhóm hội giáo thế này có cái gì. Mà từ thời Obama cho tới thời của Joe Biden đều chăm trước hết Nếu không có cái sự yếu kém của Obama Nhóm này đã không lật được chính quyền của German Chính quyền German bị lật từ năm 2014 rồi quý vị Dưới thời của Obama Thì dưới thời của Obama Nhiều chính quyền ở Trung Đông bị lật đổ lắm Cách mạng mùa xuân Ả Rập đó thì quý vị, tôi không biết là cái mối quan hệ giữa Obama vừa và những nhóm hồi giáo bên đây như thế nào, nhưng mà tới giờ phút này, Joe Biden vẫn tỏ ra rất nhu nhược với lại Iran và các nhóm hồi giáo tại đây, nhà <laughs> phải tiêu diệt cái sớm nhất cho thế giới bất khổ mọi người. Theo tôi thấy là như vậy, có điều là gì? Có điều là ngay bây giờ thì Joe Biden vẫn chưa muốn đối đầu. Tới giờ phút này Joe Biden vẫn chưa muốn đối đầu với lại phía Iran. Thì câu hỏi đặt ra là chân nào? Và cái cục thế nó ép tới rồi. Cái cục thế ép tới là phải đối đầu thôi. Hay là Joe Biden đợi sau bầu cử à, sơ bộ bắt đầu cái cuộc bầu cử chính thức thì mới tấn công Iran. Ông ta chọn thời điểm có lợi cho cuộc tranh cử của ông ta. Chưa biết được. Nhưng mà cục thế ép tới và tôi nghĩ rằng xung đột này sẽ diễn ra sớm ngoài dự tính của Joe Biden khi mà Pakistan và Iran đã bắt đầu có sự xung đột rồi các cái cuộc tấn công của nhóm hồi giáo thi thì tôi nghĩ rằng trước tháng 3 năm nay bắt buộc phải có cuộc đối đầu giữa Iran và một trong những quốc gia ở bên phía bên đây trong đó do Thái Hoa Kỳ Pakistan vân vân thì quý vị chắc chắn sẽ có cuộc đối đầu quân sự không tránh khỏi nữa. Để, cục thế nó ép như vậy. Joe Biden thì muốn chọn thời điểm. Thì vấn đề còn lại, vấn đề còn lại là khi nào cuộc chiến này bùng nổ. Thì quý vị, đây là một trong những cái uh, tôi nghĩ rằng là có nhiều cái câu hỏi cho chúng ta, nha. OK. Biden là kẻ sống nhiều mặt hơn. Một người như vậy luôn nghĩ cho đến cho bản thân. Thật sự cũng không phải như vậy. Ông ta đang nghĩ không phải cho bản thân của ông ta mà cho cái uh, khuynh hướng chính trị và phe nhóm của ông ta muốn thống trị trên toàn cầu. Nhưng sự thống trị này nó không phải bằng quân sự. Sự thống trị này bằng những cái luật lệ, bằng những cái áp đặt. Những cái áp đặt luật lệ. Và họ thúc đẩy cái toàn cầu hóa để mà họ thống trị. Họ thống trị bằng hệ thống tư nhân. Joe Biden và Obama cũng như cái đám khuynh tả đang tìm cách thống trị thế giới bằng cái kỹ nghệ tư nhân chứ không phải bằng chính phủ. Đây là cái mà tôi nhận định từ phía của chính sách của Joe Biden đó quý vị. Rồi cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bản tin ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.